Xin chào tất cả các bạn, tôi đến từ Master Topic. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến với các bạn một gói bài giảng đặc biệt dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Hàn ngay từ những bước ban đầu. Đó là gói bài giảng tiếng Hàn sơ cấp của Master Topic. Gói bài giảng này được chia làm hai phần, đó là sơ cấp 1 và sơ cấp 2. Đối với tiếng Hàn sơ cấp 1, các bạn sẽ được học cùng với giáo viên người Việt Nam và tiếng Hàn sơ cấp 2 cùng với giáo viên người Hàn Quốc. Đặc trưng của gói bài giảng tiếng Hàn sơ cấp này đó là sẽ giúp các bạn thuận lợi và dễ dàng hơn trong những bước tiếp cận ban đầu đối với tiếng Hàn. Không những vậy, còn giúp các bạn đối thoại với người Hàn Quốc một cách trôi chảy và với phát âm chính xác hơn. Nếu bạn muốn tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Hàn ngay từ những bước đầu tiếp cận với tiếng Hàn và ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng như trau dồi năng lực tiếng Hàn, hãy lựa chọn gói năng lực tiếng Hàn sơ cấp của Master Topic và chúng tôi sẽ đưa các bạn vững bước ngay từ những bước đi đầu tiên.